Khi mà được giao nhiệm vụ cùng nghiên cứu cái dự án Hầm Đồng Bộ Đèo Cả để mà trình cho chính phủ làm cái hầm này. Lúc bây giờ thì cái sự tin tưởng ấy của mọi người vào cái đơn vị nó cũng chưa phải là có tiếng tăm phải. Thì thực sự mà nói, ban đầu chúng tôi rất là gặp nhiều khó khăn. Mà với cái quyết tâm của một kỹ sư trẻ, với một cái công ty có tiềm lực như vậy, rồi là những cái tổ chức mà có kỹ thuật, thì đối với Hồ Thông Hoàng đã sâu chuỗi lại, đã liên kết lại, tạo cho mình một cái lực lượng về kỹ thuật để mà làm hầm. Một vấn đề nữa là khi mà chúng tôi làm cái cầu dẫn thay vì đường dẫn, thì nghiên cứu lại cái chiều dài hầm, hạ bớt độ cao và nó đảm bảo cho cái giao thông an toàn sau này. Hầm đường bộ qua đèo cả nói lên cho tất cả mọi người điều gì về năng lực, điều gì về kinh tế, điều gì về lợi ích xã hội. Chứ tôi nghĩ là có nói mấy rồi cũng không bằng cái thực tế. Là lúc bây giờ á thì cái hầm, làm hầm á thì mình cũng có kinh nghiệm và cũng chưa có ai làm cho nên phải nhờ ra nước ngoài, nhưng mà riêng công ty tập đoàn đèo cả khẳng định là mình làm. Cho nên là không tàu Tây Úc Mỹ đâu ra, tập đoàn đèo cả xông pha chiến trường, làm nên những việc phi thường, khẳng định thương hiệu trên đường phương xa.